Chào tất cả mọi người, lại là Đi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Đi Tarot tâm sự cùng người lạ. Tà ra. Ok. Đầu tiên thì Đi phải nói trước luôn, hôm nay thì cái ván trải này các bạn sẽ nghe Đi như có cái gì đó lạo xạo trong miệng thì mọi người thông cảm nha. Do là mấy nay Đi đang bị viêm họng á, xong Đi phải ngậm kẹo để cho nó đỡ đau á, mà trời đây giờ đang lỡ ngậm mình nên quay luôn. Ok. Rồi. Ngày hôm nay câu hỏi của chúng ta như những gì mình đã nhìn thấy trong cái topic đó là: điều gì trong quá khứ ảnh hưởng đến bạn của hiện tại? Điều gì ở đây thì có thể là bất cứ thứ gì, có thể là trong một mối quan hệ nào đó, có thể là một cái sự kiện nào đó trong quá khứ nó đã ảnh hưởng bạn và bây giờ nó thay đổi bạn ở hiện tại hoặc nó cho bạn một cái góc nhìn mới ở hiện tại, thì chúng ta hãy xem điều đó là cái gì ha. Như mọi khi thì Đi vẫn có 4 tụ bài, 1, 2, 3, 4, cho nên mọi người cứ tự do mà lựa chọn, hãy chọn cho mình tụ bài mà các bạn cảm thấy là fit với bản thân bạn nhất, ok? Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Tụ bài số 1. Bắt đầu tụ bài số 1 với viên đá lapis màu xanh dương. Thì để biết được rằng là điều gì ở trong quá khứ ảnh hưởng đến bạn của hiện tại, Đi đã lấy ra 5 lá. Đầu tiên bạn có lá Temperance, lá The Tower, lá Two of Cups, lá Seven of Pentacles và lá OK. Mà lá OK. Tự nhiên và lá OK. Riết là tôi nói chuyện mà tôi không hiểu tôi đang nói cái gì luôn á. Rồi, để xem điều gì ảnh hưởng tới bạn nha. Đầu tiên, ở đây Đi nhìn thấy rằng có thể ở một cái mối quan hệ nào đó, hoặc có một cái bước biến chuyển của một cái mối quan hệ nào đó trong quá khứ, bạn đã cảm nhận được rằng là bạn nhận được cái sự gọi là những cái tinh thần tích cực từ họ, hoặc là bạn cảm thấy bạn rất là được truyền đạt cái năng lượng tích cực từ cái mối quan hệ đó, và rồi bạn thay đổi bản thân, và rồi thì bạn có một cái sự kết nối tốt hơn giữa bạn và người đó, hoặc là và rồi thì bạn muốn bạn trở thành một cái người giống như người đó, cái kiểu như là bởi vì người này là một người Temperance, là một cái người có thể khiến cho bạn cảm thấy ngưỡng mộ với cái khả năng truyền đạt, ngưỡng mộ với khả năng chia sẻ, ngưỡng mộ với khả năng thấu hiểu của họ. Bạn cảm thấy bạn rất là khâm phục cái người này. Bảy tiền cho thấy được việc là có thể cái động lực mà bạn muốn trở thành một cái người, Đi không biết nữa, ở đây Two of Water ở đây thì Đi cảm nhận luôn là bạn muốn trở thành một cái người hoạt động, một nhà hoạt động, hoặc là một người truyền năng lượng, hoặc là một cái người gọi là một cái người diễn thuyết, một cái người sống để cho mọi người bắt chước theo mình, gọi là cái gì ta? Truyền cảm hứng, đúng rồi, bạn như trở thành một người truyền cảm hứng á, hoặc là mọi người xung quanh bạn cảm thấy bạn là một cái người truyền cảm hứng rất là tốt. Nhưng mà Đi nhìn thấy được là có thể trong quá khứ của bạn á, bạn đã gặp rất là nhiều thứ, như là những sự sụp đổ trong quá khứ, sự thất vọng trong quá khứ, bạn phải làm lại từ đầu cho rất nhiều chuyện, hoặc là cái sự nghiệp của bạn, hoặc là những cái vấn đề trong cuộc sống bạn rất là cam go, để sau cái cam go đó bạn làm mới bản thân bạn lại, và trong cái điều đó bạn như một người truyền cảm hứng vậy á. Ở đây chúng ta thấy được á cái việc rằng là bạn là một cái người trong cuộc sống, trong quá khứ, những cái điều ảnh hưởng tới quá khứ trong từ quá khứ trong cái cuộc sống bạn đến bây giờ á, thì trời, tôi nói cái gì vậy, là những cái điều trong quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn trong thời gian bây giờ là: một, biến bạn trở thành một cái con người lanh lẹ hơn, biến bạn trở thành một cái con người có nhiều cái sự kết nối hơn, bạn dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác, và bạn đang định hướng bạn đi theo cái hướng truyền cảm hứng rất là nhiều. Vậy thì hãy xem cái điều đó ảnh hưởng như thế nào đối với bạn. Những cái điều trong quá khứ này nó đưa cho bạn một cái nguồn năng lượng như một cái sự truyền cảm hứng thì nó ảnh hưởng như thế nào. Đầu tiên Đi lấy ra 3 lá bên đây thể hiện cho đó là những ảnh hưởng tích cực, và 3 lá bên đây thể hiện cho ảnh hưởng tiêu cực. Đối với ảnh hưởng tích cực thì bạn có lá 3 tiền nè, lá King Cup nè, lá Queen Shore nè. Bạn là một người rất là thông thái, thông minh, và cái cách diễn đạt của bạn, cái cách diễn thuyết của bạn cũng rất là nhân hậu và từ bi. Nói chung là bạn truyền đạt một cách rất là dễ hiểu, hoặc là bạn là một cái người có nhiều cảm xúc, cho nên khi mà bạn sử dụng cái khả năng, hoặc là bạn sử dụng cái việc là bạn đang dần trở thành một cái người truyền cảm hứng á, thì người ta cảm thấy là bạn rất là tích cực trong cái việc đó, và bạn giúp đỡ được rất là nhiều người. Bạn thông minh, bạn khéo léo, bạn dễ chịu, bạn nói ra người ta cảm thấy là bạn như rót mật vào tai á, kiểu giống vậy. Trông như Đi nói ra là như tán vào mặt người ta vậy đó.
tiếp. Còn cái tiêu cực ở đây á, chúng ta thấy có lá 6 tiền nè, có lá the moon ngược nè, lá 8 tiền. Ở đây á, cái lá này cho thấy là đôi khi á, bạn dùng chính những cái kiến thức, dùng chính những cái hiểu biết của bạn, nó trở thành một cái rào cản trong cuộc sống của bạn. Nó không có cho bạn một cái sự bứt phá nữa. Có thể là bạn là một người diễn thuyết rất là giỏi, nhưng bạn giỏi cho cái sự diễn thuyết trong cuộc đời người khác, tức là người khác xin lời khuyên bạn rất tốt, nhưng đến phiên của bạn trong chính câu chuyện của bạn thì đi lại thấy là bạn gặp khá là nhiều khó khăn để xử lý chúng. Ở đây cái lá the moon này á, cho đi một cái cảm nhận rất là rõ về cái việc là bạn đôi khi trong cuộc sống, bởi vì chính những cái điều mà bạn biết, bởi vì chính những cái điều mà bạn đang theo đuổi, mà nó làm hạn chế lại chính bản thân của bạn luôn. Tích cực là bạn đi truyền được cảm hứng cho người khác, tích cực là bạn có thêm nhiều mối quan hệ, tích cực là bạn khôn ngoan hơn. Nhưng tiêu cực là đôi khi chính những sự khôn ngoan đó lại bóp nghẹt những cái ước mơ của bạn. Bởi vì những cái ước mơ của bạn đi đảm thấy ở đây là bạn đòi hỏi cho nó một cái sự chắc chắn và bền chặt. Bạn không còn như ngày xưa nữa, bạn không còn mơ mộng nữa. Đôi khi mơ mộng không phải là viển vông, mà mơ mộng là hình thức của một cái con người đang có cái lý tưởng sống nha bạn nha. Đôi khi mơ mộng không phải là viển vông, mà mơ mộng là hình thức thể hiện cho người ta đang có lý tưởng sống. Một khi mà bạn không còn mơ điều gì trong cái cuộc đời này nữa thì cho thấy được việc đó là bạn đang dần mất đi cái động lực cho cuộc sống này. Có thể bạn biết rất nhiều thứ nhưng mà bạn vẫn chưa thực sự hạnh phúc với nó. Đi có lấy ra một cái lá bài cho một cái thông điệp rõ ràng hơn về bạn của hiện tại, những điều gì đã ảnh hưởng đến bạn. Lá bài này Ok, activist. Cái lá bài này có nghĩa là người truyền cảm hứng hoặc là nhà hoạt động. Thấy rất là rõ luôn, bạn như một cái người truyền cảm hứng, hoặc là từ xưa đến nay bạn đã có cái hơi hướng truyền năng lượng sống tích cực cho người khác, nhưng mà dường như bạn đang vẫn chưa có cái hướng đi đúng đắn. Thì những cái lá bài này nó đang hướng cho bạn hãy cứ mơ mộng, hãy cứ khát vọng, hãy cứ viễn vông một chút xíu chẳng sao cả, và hãy truyền cái năng lượng tuổi hồng đó cho người khác cũng được, cũng không có sao cả. Bạn cần phải tích cực hơn, ok? Nhưng mà đi đã nhìn thấy được bạn có năng lượng tích cực, nhưng mà đôi khi là bởi, như đi nói, bởi chính những cái điều bạn hiểu biết á, thì khiến cho bạn bị bó buộc lại, khiến cho bạn không có thoát ra khỏi nó được, ok? Còn bây giờ thì tụ bài số 1 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2 với viên đá màu xanh lá hồng hồng. Ok, để biết được rằng là điều gì trong quá khứ ảnh hưởng đến bạn của thực tại, thì Đi đã lấy ra 5 lá bài này. Bạn có lá Queen of Cups, lá Hierophant, lá Editha là Knight of Pentacles, King of Wands, Six of Swords. Wow. Ở trong đây nó nhắc đến một cái chuyến đi, hoặc là một hình ảnh của một người thầy hoặc một người cha. Bên trong bạn á, bên trong bạn có hình ảnh của một người cha, hoặc là một cái người mà bạn cảm nhận giống như là cái người dẫn dắt cho bạn vậy á. Có một cái người dẫn dắt nào đó đã ảnh hưởng lên bạn rất là nhiều. Bởi vì ở đây á, the Hierophant không nhất thiết đó phải là người cha, bởi vì cái lá bài thì nó nói hẳn là về giới tính nam thật sự. Nhưng mà nếu mà trong câu chuyện của bạn á, bạn cảm nhận là có một cái người ảnh hưởng rất sâu sắc với bạn, ví dụ như Dia. Dia bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cái cá tính của mẹ đó, cho nên chắc chắn Hierophant đây không thể là ba được rồi, mà nó phải là mẹ đó. Ví dụ nha, do Dia không có chọn tụ bài này. Ở đây thấy được rằng bạn có rất là nhiều nhân vật, có Queen Cup nè, có Hierophant nè, rồi có Knight Pentacles nè, rồi có King Wand nữa. Thì thấy được là trong cuộc đời bạn á, bạn bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều người. Cái ảnh hưởng đến cuộc sống bạn hiện tại là bởi vì bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh của bạn. Bởi vì bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh bạn. Những người xung quanh bạn ví dụ như người thầy, người bà, người ông, người cha đó. Người thầy hoặc là người mẹ, những người lớn trong cuộc đời bạn, bạn bị ảnh hưởng bởi họ rất là nhiều. Thêm vào đó đi nhìn thấy được là bạn có thể là bạn là một người có cái suy nghĩ phóng khoáng, hoặc là sau cái sự thay đổi này rồi á, hoặc là bởi những cái ảnh hưởng của những người này lên cuộc sống của bạn, cho nên bạn có một cái nhìn rất là phóng khoáng, hoặc là bạn sẽ có một cái nhìn rất là cởi mở về nhiều thứ, bạn có cái nhìn rất là cấp tiến và hiện đại á. Six of Air đây cho thấy được á, nó không chỉ là một cái cuộc hành trình, mà Six of Air đây á, nó là một cái cánh cổng mở ra. Ở đây bạn có cái lá cây cỏ là cái cattails. Cái cattails này là cái cỏ đuôi mèo á. Bạn nào biết cái cỏ đuôi mèo này là khi mà nó chín á, thì chúng ta chỉ cần bấm nhẹ vào trong cái bông cỏ. Đây cái bông cỏ ở trên đây là cái hạt bông cỏ, là cái nâu nâu ở đây nè. Thì á, liền tất cả những cái hạt, tất cả những cái gọi là bào tử của nó sẽ bay ra
tứ tung khắp nơi, nó sẽ bung ra. Đó, lá sáu, sáu kiếm nó thường giải thích cho một cái chuyến đi, một cuộc hành trình, cho một cái sự thay đổi nào đó. Nhưng đối với đi lá này, trong câu chuyện của bạn có thể là chính những cái con người này, chính những cái người này là những người ảnh hưởng đến bạn, và họ cho bạn những cái suy nghĩ khác lạ, họ cho bạn những cái thay đổi trong chính cái suy nghĩ của bản thân bạn rất là nhiều. Ok, ở đây bạn có lá khiên ngọc quan, hành động của bạn có vẻ trưởng thành hơn nè. Về cái vấn đề tiêu tiền thì bạn là người khá là phóng khoáng, bạn vẫn chưa thật sự gọi là kiểm soát được đồng tiền của mình đâu. Trong quá khứ có thể là những cái vấn đề này là từ con người ảnh hưởng đến bạn nhiều. Đi không biết nói gì nhiều hơn là chỉ là biết giải thích cho bạn có rất là nhiều thứ ảnh hưởng bởi con người, từ người thầy. Ok, để xem tiếp tục là cái ảnh hưởng của bạn á, đến hiện tại đó là cái việc cho bạn một cái suy nghĩ cởi mở, cho bạn một cái góc nhìn đa diện đa chiều trong cuộc sống. Như vậy thì nó giúp ích cho bạn điều gì và nó không giúp ích cho bạn điều gì, đó là cái mặt tích cực và mặt tiêu cực á. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với mặt tích cực, bạn có lá 4 cấp nè, lá The Empress. Thấy chưa, đi nói mà bạn bị ảnh hưởng bởi người mẹ, người bà, hoặc là người, nói chung là một cái người lớn trong nhà, một người lớn nào đó. Còn tiêu cực bạn có lá The Lover nè, có lá Ace of Wands, có lá Seven of Wands. Ok, Four of Cups ở đây á, đi cảm nhận được như thế này. Four of Cups đã gửi đến cho mình một cái góc nhìn tích cực, là bạn trở nên trầm tĩnh hơn. Có thể là suy nghĩ của bạn á, là một suy nghĩ thoáng, nhưng bạn không phải thuộc cái kiểu người trẻ, người non dạ, hoặc là choi choai. Bạn không phải là kiểu choi choai đó, mà bạn là cái kiểu khá là trầm tính. Bạn khá là trầm tính nha. Hoặc là bạn rất là ít nói, hoặc là bạn là người thường suy nghĩ về cuộc sống, suy nghĩ về nhân sinh quan, thế giới quan của bạn. Cái điều này ảnh hưởng bởi là bạn bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những người lớn tuổi xung quanh. Kể cả cái việc là có thể là bạn chơi bời với bạn bè, thì đa số bạn bè bạn chơi cũng là những người lớn tuổi, kiểu như anh chị thôi, chứ cũng ít bạn bè ngang tuổi, hoặc là bạn rất thích chơi những người lớn tuổi hơn bạn à, theo cái kiểu như vậy. Ở đây bạn có lá Empress nữa, cái cá tính của bạn được nuôi dưỡng, cái tích cực là nó nuôi dưỡng cho bạn về mặt tinh thần rất là tốt, và nó khiến cho bạn dám, gọi là the fool ở đây á, đi sẽ không dùng là chữ là dám liều mạng, mà là nó cho bạn những cái tinh thần theo kiểu là bởi vì bạn là một người tinh thần mở, bạn có cái góc nhìn mở, cho nên bạn dám thử thách bản thân, bạn dám thay đổi, mặc dù bên ngoài bạn thì là có thể là một người khá là trầm. Còn cái điều tiêu cực của bạn á, thì đôi khi bạn chỉ nhìn vào bên trong mình nhiều quá, đôi khi bạn chỉ nhìn vào bên trong mình, đôi khi bạn hơi khép cửa. Hơi khép mình, không hiểu lý do tại sao mà tôi nói hơi khép cửa, nó kỳ ghê. Rồi, ở đây bạn hơi khép mình, đôi khi bạn hơi khép mình, bạn sống hơi riêng tư bằng một chút. Mặc dù bạn vẫn có cái sự ảnh hưởng là bạn dám cởi mở, nhưng muốn bạn cởi mở không phải là điều dễ dàng. Ok, đó là điều tiêu cực. Đôi khi thì bạn bị cứng đầu trong cái suy nghĩ của bạn. Bạn bị cứng nhắc trong cái suy nghĩ của bạn. Bởi vì bạn có nhiều người lớn tuổi ảnh hưởng, thì có thể bạn cũng có cái nhìn đa diện đó, nhưng mà đưa ra cái quyết định như thế nào là còn chưa biết nha. Cái quyết định rất là quan trọng. Mà ở đây đi nhìn thấy cái quyết định của bạn thì bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều thứ, giống như là bị cản trở, hoặc là bạn có cái tinh thần của cái sự cản trở, cái kiểu giống gì á. Tinh thần của sự cản trở là sao, để đi sẽ giải thích cho bạn dễ hiểu một chút xíu ha. Cái kiểu giống như là có thể bạn chơi những người lớn tuổi, bạn bị ảnh hưởng bởi ba mẹ, nhưng bạn vẫn trẻ, bạn vẫn có cái nhìn mới. Nhưng bởi vì bạn bị ảnh hưởng bởi những cái xưa cũ đó, mà những người lớp người xưa thì người ta thấy cái kiểu giống như là cái gì mà quen thuộc thì người ta mới chơi, còn gì mà lạ quá không chơi, thì kiểu chơi gì lạ hơi sợ đó. Ừ thì đó là bạn đó, là bạn đôi khi bạn thích cái gì đó an toàn, hoặc là đôi khi bạn thích cái gì đó mà bạn phải kiểm soát được. Đúng, tôi nói cái chữ kiểm soát được mới đúng, chứ an toàn thì chưa chắc là đúng với bạn đâu. Bạn thích cái bạn kiểm soát được, chứ đôi khi bạn join in vào một mối quan hệ hoặc là một cái cuộc chơi nào mà bạn không kiểm soát được, bạn cảm thấy không vui. Ở đây chúng ta có một cái lá bài để nói lên một cái thông điệp cho bạn trong thời gian sắp tới, đó là lá miracle, bí mật, hoặc là phép màu, nhiệm màu. Đôi khi bạn cần phải cởi mở bạn ra hơn nữa để nhìn thấy được những cái phép màu xung quanh, và đôi khi cái phép màu nó đến từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt, hãy để ý nha. Còn bây giờ thì tụ bài số 2 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 3. Đây cũng là tụ bài mà đi chọn, tụ bài với viên đá màu tím ha. Để xem bạn điều gì trong quá khứ ảnh hưởng đến bạn có thực tại. Đầu tiên bạn có lá 1 gậy, lá 2 kiếm. Wow, 2 kiếm, bạn có thạch thảo nè. Bạn có thạch thảo, đẹp quá. Lá 1, lá gì, lá 5 gậy,
lá The Star, lá Queen Shore ngược. Wow, tất cả đây đều ngược hết. Tất cả các lá bài ở đây của bạn và đi đều ngược hết luôn. Wow, wow, wow. Có thể trong quá khứ bạn là một người rất là bộc trực, nặng nề, hoặc là chí ít bạn cũng là cái người rất là cứng nhắc. Hoặc là bạn là một người rất là cứng đầu. À, bởi vì có thể, hoặc là bạn là một người rất là gấp gút trong mọi chuyện, bạn bị nhanh trong mọi thứ. À, trong quá khứ bạn bị nhanh trong mọi thứ. Và bạn thuộc cái tiếp người là trong quá khứ bạn không biết bạn phải làm gì. Bạn bị phân vân bởi quá nhiều thứ, không biết phải làm gì nữa. Gồm hai kiểu người. Một là kiểu người thật sự không có gì để làm. Cái kiểu người thứ hai là có quá nhiều thứ và không biết phải làm cái gì. À, thì bạn thuộc cái tiếp là có nhiều thứ và không biết phải làm cái gì. Trong quá khứ thì bạn bỏ qua rất là nhiều những cái cơ hội trong cho bản thân. Nói chung bạn là cái con người tuyển chọn cơ hội. Thì kiểu như bạn hơi kén cá chọn canh. Dùng cái chữ kém cá chọn canh thì cũng hơi sai so với bạn. Nhưng mà ở đây là bạn sẽ thuộc theo cái kiểu là bạn sẽ chọn lọc cái cơ hội. À, trời ơi, chó nhà hàng xóm sủa quá trời mọi người, tức ghê. Đó. À, ở đây tự nhiên chị nói mà sao mà kiểu giống như là con Kiki đó nè. Ủa sao mà chị nói mà em không ngưng lại được vậy đi. Đó, tôi tức ghê. Thì tôi nói thì tôi cứ nói mà nó sủa, nó cứ sủa. Thôi mệt, mệt cho hàng xóm đó. Chúng ta quay lại nè. À, The Star đây cho thấy được việc là bạn có khá là nhiều cơ hội trong cuộc sống. Bạn gặp khá là nhiều may mắn. Nhưng mà đôi khi bạn không nhận ra nó, hoặc là đôi khi là bạn khước từ những cái cơ hội đến với bạn. À, cái lá Queen of Swords cho thấy bạn là người thông minh, bạn là người thông tuệ, và đôi khi bạn hơi cay nghiệt trong lời nói của bản thân bạn nữa. Đi có một cái sự cảm nhận sâu sắc về cái việc mà bạn đã có một cái sự thay đổi rất là tích cực. Có thể ngày xưa bạn là một người cứng đầu, bạn là một cái người khó chịu, nhưng rồi đến hiện tại đi cảm nhận là cái điều đó thì nó đã không còn ở bạn nữa, mà bạn đã được thay đổi theo một cái chiều hướng tích cực hơn. Bạn trở thành một cái người thông hiểu người khác nhiều hơn, bạn trở thành một cái người sống chậm lại, bạn chiêm nghiệm về cuộc sống nhiều hơn. Thật ra cái lá này cũng khá là giống đi của hiện tại. Đi thì ngày xưa đi rất là nhanh và đi bị ồn á mọi người, mà đến bây giờ thì đi vẫn còn cái tật đó, thì đi đang cố gắng thay đổi nó. Một trong những cái điều mà Dia đã cảm thấy là Dia đang và sẽ tiếp tục phải thay đổi, đó chính là cái sự chấp nhận. Dia thấy quan trọng nhất cuộc sống mình nó phải chấp nhận được cuộc sống thôi. Cái tiếp theo là mình phải sống chậm lại, mình đừng có sống quá nhanh. Sống nhanh quá thì mình chết sớm, không gì chứ, giống như ngọn đuốc á, cháy sớm thì chết sớm. Cho nên thà mình cháy âm ỉ mà mình sống dài, tức là mình phải để ra được một cái lợi ích gì đó. Thì ở đây cho thấy được là bạn với đi khá là giống nhau cái điểm này. Có thể ngày xưa bạn rất ồn ào, ngày xưa bạn rất là này nọ kia kia, và rất có thể ngay hiện tại bạn cũng vẫn ồn ào, nhưng bạn ý thức được cái điều đó và bạn dần trở thành một cái con người ổn định hơn. Ok, vậy thì cái điều tích cực và tiêu cực của cái điều này nó là cái gì? Cái điều tích cực ở đây mình có lá Hangman nè, lá 4 gậy nè, lá 1 kiếm. Điều tiêu cực có lá pay tiền, lá The Devil và lá Knight Cup là lá kiếm sĩ cầm ly. Nói về cái tích cực trước đi ha. Về tích cực á, như đi nói bạn đã có một cái sự giác ngộ, hoặc bạn đã nhìn ra được một cái điều gì đó. The Hangman thể hiện là đã có một cái khoảng thời gian trong quá khứ bạn bị khựng lại, và bạn bị chịu một cái áp lực, một cái nỗi đau nào đó rất là lớn, và rồi bạn tự vượt qua. Sau cái vượt qua đó bạn ngộ ra được rất là nhiều thứ. Bạn á không phải là thuộc cái tuyết người của gia đình, cho nên á ở đây á đi thấy được rằng á là bạn thường là một cái người tách rời khỏi mọi thứ, bạn tự gọi là tự do tự tại, và bạn tự sống nhiều hơn là phải sống ký sinh vào một ai đó. Bạn là một cái người rất là giỏi và cái tri thức của bạn rất là tốt. Ace of Swords cho thấy được việc là bạn có cái trí thông minh khá là ổn định. Là bạn hiểu rất là nhanh những cái việc xảy ra xung quanh bạn. Bạn là một người hiểu rất là nhanh, cái ý hiểu của bạn cũng rất là rộng, cho nên đây là một cái điểm tích cực của bạn. Bạn hiểu rất là nhanh, ý hiểu rộng, tốt, good. Tuy nhiên ở đây đi nhìn thấy được rằng là cái điều tốt này là tốt rồi đó. Bạn nhận ra được nhiều thứ, bạn sống tách biệt, bạn sống tự lập rồi đó. Nhưng mà ở đây cho thấy là đôi khi bạn bị tự lập quá, rồi bạn trở thành một cái con người hơi xa cách người khác. Bởi vì cái này thì đi cũng cảm nhận được trong đi luôn. Đôi khi mình tự lập quá, đôi khi thì mình kiểu như có thế giới riêng mình quá, và đôi khi thì đi cảm thấy là đi bỏ quên một số thứ, ví dụ như bỏ quên gia đình, bỏ quên gì nữa, bỏ quên những người xung quanh, những người mà lần đầu tiên mà gặp đi
luôn luôn nói với Đi một câu là ban đầu mà chị gặp em hoặc ban đầu mà em gặp Đi á thì cảm thấy Đi rất là khó gần, hoặc là nhìn Đi ở bên ngoài thì cảm thấy Đi rất khó gần, cảm thấy Đi chảnh. Nhưng mà không phải Đi chảnh, thường là những cái con người có một cái thế giới riêng mà họ không quan tâm những thế giới bên ngoài nó như thế nào nữa hết đó, thì kiểu giống vậy. Thì đó là đôi khi bạn, người ta cảm thấy bạn khó gần, đôi khi cảm thấy là bạn chảnh chọe, còn thấy được vì là, và đôi khi á, cái cảm xúc của bạn bị khô cằn. Ngày xưa Đi là một con người sống rất cảm xúc, một chiếc lá rơi thôi cũng làm cho em hoảng sợ đó, em là con nai vàng ngỡ ngạc nên dầm trên sạc con nai khác mà Đi đó, nên là em như là một chiếc lá rơi làm em hoảng sợ, nhưng không biết chứ là không có một chiếc lá rơi nào làm em hoảng sợ được nữa đó. Là bây giờ là không có ai mà làm cho Đi hoảng sợ, à không có một cái chuyện gì mà khiến làm cho Đi phải quá là gọi là nổi sôi cái cảm xúc trong lòng mà lên hết. Tức là mọi chuyện tới thì Đi cũng có bất ngờ thì bất ngờ thôi, chứ cũng không có nặng nề về cảm xúc. Tức là về cái mặt cảm xúc bạn bình ổn rồi, và đôi khi người ta cảm thấy là bạn hơi vô tâm. À ok chưa? Vậy thì chúng ta hãy xem bạn có một cái thông điệp ở đây, thì thông điệp của bạn nó nói về cái điều gì nha. Thông điệp của bạn là reward. Cái reward này nó có nghĩa rằng là một cái phần thưởng, một cái quà tặng nào đó, quà tặng cuộc sống. Thì rất có thể rằng là cái quà tặng này chúng ta hiểu theo hai nghĩa nha. Nghĩa đầu tiên đó là bạn là một quà tặng, và nghĩa thứ hai là bạn vẫn chưa có quà tặng. Bạn là một quà tặng, tức những cái điều mà bạn đang hướng tới là bạn đã giác ngộ một phần nào đó, đó là cái món quà của cuộc sống. Đó chính là những cái món quà cuộc sống này dành cho bạn. Tuy nhiên ở đây nó cũng có một cái ý nghĩa là bạn nên mở lòng ra, hoặc bạn nên có cái sự thay đổi tích cực hơn, để rồi bạn sẽ có những cái món quà tặng mới hơn. Ok, tụ bài số 3 kết thúc. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 4, cũng là tụ bài cuối cùng với viên đá thạch anh trắng ở đây. Để trả lời cho câu hỏi điều gì trong quá khứ ảnh hưởng đến bạn của thực tại, thì Đi lấy ra 5 lá bài. Đầu tiên bạn có lá 4 gậy nè, có lá 6 cup, có lá chariot, ok, có lá King of Water, King of Cups, Four of Cups, 4 cup. Rồi, ok, có thể nha, có thể thôi. Trong quá khứ bạn là một cái con người rất là khó có thể giao tiếp, bạn là người khó tiếp xúc. À, bạn là một người hơi thu mình lại, bạn thích ở trong nhà, bạn thích ở trong cái thế giới riêng của bạn thôi. Bạn thích ở trong cái thế giới riêng của bạn thôi. Và chính những cái điều bạn hình thành từ trong sâu trong quá khứ là bạn là một người ở trong nhà nhiều, hoặc là bạn là cái người thích chơi mình, kỳ ta. Hoặc là bạn là một người kiểu như là bạn là một người hơi là khó hiểu, bạn sợ cái việc là phải tiếp xúc với cái mới, bạn sợ cái việc phải giao tiếp với người, với con người. Ngộ. Cái bạn chọn tụ bài số 4 này ngộ ta. Thì cái bộ bài số 4 á, cái tụ bài số 4 này nó nói đến việc rằng là cảm thấy được rằng bạn có một cái sự thay đổi khá là nhiều trong quá khứ. Bạn thay đổi, bạn trở thành một cái con người nhạy cảm. Cái này đương nhiên phải là vậy thôi, bởi vì trong quá khứ bạn là một cái con người theo kiểu là bạn sống hơi theo kiểu trong nhà, bạn hơi ru rú một xíu trong nhà, cho nên là bạn khó có thể tiếp xúc với người khác. Bạn luôn luôn mang cho mình một cái nỗi buồn man mác đâu đó, bạn luôn luôn có một cái gì đó canh cánh trong lòng, nhưng bạn không hiểu lý do đó là tại sao. Bạn luôn luôn có cảm giác là có cái gì đó rất là buồn man mác trong cái cuộc đời của bạn đó, theo cái kiểu như vậy. Thì đây chính là bạn, cái điều ảnh hưởng đến bạn đó khiến cho bạn trở thành một con người cảm xúc nè, một con người trầm lặng. Và đôi khi bạn là một người thích chill, thích tự mình ngồi đó ngắm nghía bầu trời, thích tự mình ngồi đó ngắm nghía dòng sông, tự mình buồn, tự mình vui gì đó. Nói chung là bạn là một con người tự một mình mà thôi. Đó, ok. Ở đây Đi có một số lá bài. Wow. Để nói về cái điểm tích cực, đây ba lá bên đây là tích cực, ba lá bên đây là tiêu cực nhé. Về cái mặt tích cực đó là bạn làm chủ cuộc đời của bạn. Your life, your love, your life đó. Cuộc đời bạn là của bạn thôi. Tiếp thì bạn cũng trở thành một cái người theo kiểu giống như là tự chủ trong chính cuộc đời, và bạn không có thích dựa dẫm vào ai cả, bởi vì bạn là một cái người sống độc lập quen rồi. Bạn này khá là giống với cái bạn của tụ bài số 2 thì phải. Bạn này khá giống tụ bài số 2 cái điểm này nha. Tuy nhiên bởi vì bạn là một người sống cảm xúc, cho nên Đi cảm thấy được rằng bạn đâu đó bạn vẫn còn cái sự yếu ớt lắm. Bạn bị cái tiêu cực là bạn bị suy nghĩ nhiều, mà bạn toàn suy nghĩ đến những điều tiêu cực không à. Bạn suy nghĩ nhiều, bạn suy nghĩ tiêu cực. Và đôi khi bạn không có, bạn thì kêu là bạn thích an phận, bạn thích là xung quanh bạn có nhiêu đó là được rồi, và không có thay đổi, bạn không muốn thay đổi nhiều, bạn không cần cái sự thay đổi nhiều luôn. Cái đó là ảnh hưởng tiêu cực đến bạn đấy. Và rồi đây, một lá bài cho thông điệp của bạn, Thánh Phi Đình. Đây là cái mà bạn còn đang thiếu theo Đi nghĩ, đó là sự tự tin. Bạn thiếu đi cái sự tự tin. Trong quá khứ bạn là một cái con người sống
gọi là bạn sống vì gia đình thì cũng không hẳn, mà bởi vì là đi cảm thấy bạn là một cái người tối ngày cứ ở trong nhà, tối ngày cứ ở trong nhà chứ không phải là vì gia đình nha, không phải là vì gia đình, là một con người sống cứ là ở trong gia đình, ở trong nhà mình biết trong nhà mình thôi chứ bạn không đi đâu, mà ít khi đi đâu đó lắm. Vậy vậy thì đi nghĩ rằng bạn nên mở rộng cái thế giới quan xung quanh của bạn ra để bạn có nhiều cái trải nghiệm hơn. Từ cái việc bạn có nhiều cái trải nghiệm hơn, bạn sẽ có nhiều hơn cho mình những cái ước mơ. Khi bạn có nhiều ước mơ, bạn có nhiều trải nghiệm, bạn sẽ có động lực để làm nó. Và khi bạn có động lực để làm nó thì bạn sẽ có được sự tự tin. Ok không? Ở đây bạn chưa tự tin, đi cảm thấy bạn rất là tự ti vào cuộc sống của bạn. Bạn lấy cái biện bạch cho rằng là bạn tự ổn với cuộc sống của mình, bạn tự chơi tự vui với bạn được, nhưng mà cái đó chỉ là tự biện bạch thôi, chứ không phải cái sự thật đó là như vậy. Cái sự thật là bạn đang sợ hãi cuộc đời này, cái sự thật là bạn đang chưa thực sự có một cái sự cởi mở, bạn chưa thực sự có một cái sự tự tin đúng đắn. Và trong cái cuộc đời này bạn cảm thấy là một mình bạn là ổn thì thực sự chưa phải đâu. Bạn chẳng mà bạn chưa tìm được một cái lý do mới để cho bạn nghĩ rằng là cần có thêm một người khác, hoặc là bạn là người sống với cộng đồng thì tốt hơn đó. Chưa, bạn chưa tìm ra được cái đó thôi. Mở đây đi, cảm nhận là bạn cần phải cởi mở nhiều hơn nhé. Tụi bài số 4 kết thúc thôi. Cuối cùng thì ván trải của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh YouTube của Dia rất là nhiều. Mong rằng các bạn có thể bấm like, share hoặc subscribe kênh channel của Dia. Nếu mà bạn có những cái thắc mắc gì thì các bạn có thể comment xuống phía dưới. Dạo gần đây thì có một vài bạn có liên hệ qua kênh fanpage của Dia để xin học Tarot á. Kiểu như là thấy các bạn cũng muốn học Tarot thì để Dia cũng sẽ nói là ừ, Dia có nhận dạy Tarot. Và nếu mà bạn muốn học thì bạn cứ liên hệ qua bay thôi nha. Rồi mình tiến hành đặt lịch để học bài thôi. Ok, còn bạn nào mà muốn hẹn riêng Dia ra để xem chung với nhau á thì ok, cử lên fanpage của Dia mà đặt lịch nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong Dia Tarot Tâm Sự cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.